Xin chào anh em, chào anh em đến với kênh xe tải của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một dòng xe ben 7 tấn phân khúc tầm trung. Đấy, anh em có thể thấy đây là chiếc ben 7 tấn Hyundai. Hyundai này là của nhà máy Phao lắp ráp nha anh em. Đây, xe có một cái thiết kế rất là mạnh mẽ với trang bị cho chúng ta là cabin vuông. Đây, thùng này là thùng đóng công ty là nhập theo của nhà máy luôn. Đây, anh em có thấy xe rất là đẹp. Lớp này lớp rất là lớn, lớp 8, 25, 16 nha anh em. Lớp trước với lớp sau đều đồng lớp. Đấy, anh em có thấy gương chiếu hậu được bắt trực tiếp lên cửa xe luôn. Và gương này là hai gương, gồm gương phẳng và gương lồi. Đấy, anh em có thấy xe chưa có chữ Hyundai phía dưới đây là có nghĩa trang bị chúng ta là động cơ Hyundai. Động cơ Hyundai 4 lít nha anh em. Đấy, anh em có thấy mình mở cửa bên phụ ra là chúng ta thấy là xe có nội thất rất là đẹp. Ghế này là ghế vải, trang bị chúng ta ba chỗ ngồi là ghế vải. Đây, anh em có thấy xe rất là đẹp. Đây, trần xe được làm bằng nỉ này, anh em thấy bọc nỉ rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Anh em mua xe này thì bên mình đang có chương trình hỗ trợ tặng 100% phí trước bạ cho anh em. Đấy, xe này rất là đẹp. Xe này sản xuất 2017 nha anh em, 2017 ga cơ. Thì tải trọng của xe là 7 tấn. Tổng tải trọng của xe là 11 tấn 8 nha anh em. Xe này rất là khỏe. Anh em có thể thấy đây, vô lăng xe rất là đẹp, logo của nhà máy nha anh em, logo Phao của nhà máy. Đây, hai cái đồng hồ rất là lớn, đồng hồ cơ là đồng hồ dòng tua máy và đồng hồ km. Còn đồng hồ điện tử là đồng hồ nhiên liệu. Thì xài hộp số 5 cấp với dung tích máy làm việc, thể tích làm việc là 4 chấm. Thì tốc độ bên mình đang lắp máy lạnh và lắp màn hình cho khách. Xe này chuẩn bị giao cho khách đi làm giấy tờ nha anh em. Thì công ty mình đang lắp máy lạnh và làm cái màn hình cho khách hàng. Đấy, nên là chỗ này tháo ra. Đấy, xe rất là đẹp, nội thất rất là đẹp. Xe này hiện tại có giá 4.9 thôi nha anh em. Xe ben 4.9 7 tấn, máy Hyundai luôn nha anh em. Giá rất là mềm, 2017. Xe này về chạy là vô tư luôn anh em. Đấy, đây là còn ben này anh em. Gài cốc này ben và một tay ben này. Xe rất là đẹp. Xe này bên mình đang có chương trình khuyến mãi cho anh em nha. Rất là nhiều chương trình. Đây là lớp sơ cua của xe. Xe thì xài lớp 825, có một cỡ lớp trước sau đều đồng nên thì có một lớp sơ cua. Thì cái thùng xe này dài được 3,5 m nha anh em. Bề ngang được 2 m, gần 2,1 m. Chiều cao của 6 chiều cao là 650. Nên là mình nhân lại là xe này khoảng là 4 khối 8 nha anh em, gần 5 khối. Thùng hàng là 4 khối 8. Đấy, anh em có thấy xe rất là gọn, xe rất là đẹp nha anh em. Xe nhìn xe chất xe rất là dày, rất là cứng cáp. Xe này anh em mà có chở 6-7 tấn vẫn vô tư nha anh em. Máy rất là khỏe, máy Hyundai mà. Đó là cái phần xe. Còn như anh em mà muốn liên hệ mình đăng ký để lái thử xe á, thì cái alo mình, số điện thoại mình có để phía dưới video này. Đó, thì cứ liên hệ với mình thì mình sẽ cho anh em lái xe chạy thử. Còn thắc mắc gì thì cứ điện thoại cho mình, trực tiếp cho mình. Cảm ơn anh em đã xem video nha.